Quỳnh từ chương trình bên trong nhà máy chuẩn hệ nhập xin chào các bạn. Các bạn ơi, trên tay tôi đang cầm một xấp giấy A4. Và những cái xấp giấy A4 như thế này thì được ứng dụng rất là nhiều trong các công việc thường ngày của chúng ta. Và nhiều khi tôi tự hỏi là không biết là một tờ giấy A4 như thế này thì được làm ra như thế nào. Và ngày hôm nay thì tôi được anh Điền từ công ty giấy Vĩnh Thịnh sẽ dẫn tôi đi tìm hiểu xem những cái công đoạn, những quy trình nào để sản xuất ra một cái tờ giấy A4 như thế này. Và ngay sau đây tôi sẽ đi vào gặp anh Điền. Xin mời các bạn đi theo tôi. À, em xin chào anh Điền. Chào cái. Anh Điền ơi, em không biết là một cái tờ giấy A4 mà như thế này thì được sản xuất như thế nào? Muốn sản xuất giấy A4 thì mình phải nhập cái cuộn. Cái cuộn là mình có nhiều nguồn là từ các cái tập đoàn lớn ở Thái Lan, Indo và hai cái tập đoàn lớn giấy của Việt Nam mình, An Hòa và Bãi Bằng. Đây là Bãi Bằng. Cái này màu của nó là như vậy luôn hả? Cái này là bao bì ở ngoài. Cái này bao bì ở ngoài. Nó bảo vệ trong trong là một cái tờ giấy này nè. Là nó cuộn thành một cái cuộn lớn như vậy. Cuộn lớn là 500-700 kg. Nhập hàng về như vậy thì mình nhập nhiều không anh? Mình nhập công, kéo từng công và tháng cũng rất nhiều công. Thế ngoài những cái nguyên liệu chính là giấy như vậy thì trong quá trình sản xuất mình có cho thêm những cái nguyên liệu gì? Không, cái này là toàn bộ của tập đoàn. Nó gia công là theo cái đơn đặt hàng là chuẩn chất lượng của thế giới. Quan trọng là theo những cái yêu cầu bên mình. Ví dụ đồ trắng, định lượng. Cái thứ hai á, là các cái thông số về kỹ thuật về giấy để cho mà mình photo á, nó không bị cong, không bị kẹt, nó không bị cuốn, photo trơn tru, tiết kiệm. Trong cái đợt dịch vừa rồi thì những cái đợt nguyên liệu nhập về vậy nó có những cái khó khăn gì không anh? Thì bên mình cũng tính hết tiên liệu tất cả các phương án hết á, là dịch nhưng mình vẫn đáp ứng cho khách hàng. Sau khi nguyên liệu đã được nhập về nhà máy rồi thì mình đến cái bước tiếp theo là rồi, như nào anh? Mình sẽ giới thiệu ha. À đây là những cái cuộn giấy mà nó còn thô mình nhập về đây đúng không anh Điền? Đúng rồi, mình đưa cái cuộn này vào. Nhưng trước khi đưa cái cuộn mình phải dùng hệ thống xe. Mình gấp cuộn mình đưa lên máy. Giấy này đấy mình mang đến đây đúng không anh? Đúng rồi. Đây là gọi là cái khâu gì trong quá trình sản xuất đây? Rồi, đây là cái khâu xả tự động A4, A3 nè, A1 này nhiều khổ lắm. Đây là có mấy cái tờ mà đã dọc ra như kiểu giấy A4 ở đây phải không? Ở đây là dao nó xẻ ra, cuộn lên là dao nó xẻ ra nó cắt. Tại sao mình lại phải qua cái chỗ này xong rồi đây lại có một hệ thống nữa là sao? Nó đừng có làm rối giấy. Nó phải tách ra chứ, đúng không? Nó phải tách ra. Đây, nó xả đâu đúng không? Nó cắt đúng không? Đặng ra, nó chạy dọc xuống đúng không? Nó chạy dọc xuống, nó rớt. Nó nối vào đây đúng không? Ra đây, có con nào ra đây. Anh thấy nè, cái hệ thống nè. Đây, rồi đây. Nó gấp ở trong giấy ra, tự động nó gấp hết. Mình không có dùng tay vậy đó. Đây các bạn ơi, từ một cuộn giấy rất là to, rất là bự và qua một số cái máy móc tự động có thể cắt theo những cái khổ giấy khác nhau nữa tùy theo từng những đơn đặt hàng từ thị trường của công ty Vĩnh Thịnh. Năng suất máy nó 8 tiếng đồng hồ thì có nghĩa là được phải là 5-7 ngàn đồng. Cái hệ thống máy này nè là tới đây là mình mới có được có 50% thôi, mới xả ra được cái tờ giấy này thôi, tờ giấy A4 này. Nhưng quan trọng á là qua cái khâu gói, nó có một cái hệ thống nối tiếp gói cái ram giấy để mình bảo vệ ram giấy nè. Quan trọng là chống ẩm, chống ướt. Để mà chống ẩm, chống ướt thì vậy thì là nó có cho những cái gì vào không anh? Trên bao bì này mình phải cán một cái lớp màng chống ẩm. Tức là cái máy này làm nhiệm vụ đó. Đúng rồi, có mình in cái bao gói, có nghĩa là hệ thống bao gói kia mình đi in nữa ngoài. Nó có một cái máy in bao bì để đẩy vào. Đúng rồi, có nghĩa là đó là ý kiểu là mình phải cán cái lớp màng đó đi. Cán cái lớp màng, cái lớp ly lông á để mình bảo vệ cái giấy ở phía trong. Đấy, rất quan trọng.
là những cái giấy A4 nãy đây. Và cái bao bì bên kia nó sẽ tự động nó nhảy vào. Một máy này tương đương là ba cái máy hồi nãy mình nói đó. Là có nghĩa một máy này nó đáp ứng ba cái máy kia. Ồ, anh Điền ơi, đây là đã ra một cái gói gam giấy rất là đẹp rồi. Vậy là cái này là đã là cuối cùng của cái sản xuất giấy của mình chưa? Cuối cùng. Cuối cùng mình chỉ còn bỏ vào cái thùng nữa thôi. Những cái sản phẩm giấy của mình này là đạt được những cái tiêu chuẩn chứng nhận gì rồi anh? Vừa rồi mình vừa đạt được hàng Việt Nam chất lượng cao trong hội nhập. Đây là cái thùng giấy thành phẩm cuối cùng rồi đưa ra ngoài thị trường. Sau khi thành những cái thùng thành phẩm như này rồi thì mình đưa đến kho bãi đúng không anh? Anh Điền ơi, em thấy là cái kho của mình rất là rộng và rất là nhiều loại giấy. Vậy ở đây là mình có những cái dòng giấy như nào anh? Thì cái thương hiệu của mình, cái giấy của mình là cái giấy Subaru, nhưng nó rất đáp ứng cho các cái dòng của thị trường. Có rất nhiều loại, cái nhiều định lượng khác nhau nè. Cái định lượng là cái độ dày của tờ giấy ha. Là nó khác nhau, cho nên ví dụ như là đáp ứng cho cái mảng photo center, đáp ứng cho cái mảng văn phòng, đáp ứng cho cái mảng cao cấp hơn nữa. Là cao cấp hơn nữa là cao, gì anh? Là máy in, những cái loại máy in cao cấp á. Những cái sản phẩm này mình có xuất khẩu đâu? Vừa rồi mình có làm xuất khẩu qua UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập. Cái ngành giấy này á, thì nói chung á, là mình sản xuất quanh năm, cứ tập trung vào những cái mùa học sinh á. Cái học sinh là nó cao điểm, nhưng ở đây á, là hầu như là không phải là mình đáp ứng cho học sinh không, mà là đáp ứng cho tất cả các cái khối doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Hầu như các văn phòng nào cũng xài giấy photocopy, cho nên các cái phân khúc thị trường mình tạo ra rất nhiều phân khúc. Ví dụ mùa này mình làm dòng này, mùa kia mình làm dòng. Mình phân phối qua hệ thống đại lý hay là các cơ quan đấy? Vừa đại lý vừa trực tiếp, rồi các cái hệ thống lớn, ví dụ Mega, Fahasa, các cái hệ thống lớn. Em được biết là bên giấy Vĩnh Thịnh của mình là sản xuất cả tập học sinh, vậy anh dẫn cho em xem một cái quy trình sản xuất cái tập học sinh như thế nào được không? Tập học sinh là mình vừa sản xuất giấy photocopy, mình có thêm mình vừa sản xuất tập học sinh Subaru Notebook. Sản phẩm tập học sinh là một trong những thế mạnh của công ty giấy Vĩnh Thịnh. Với gần 30 năm kinh nghiệm, Vĩnh Thịnh luôn cho ra thị trường những sản phẩm tập học sinh cao cấp. Sản phẩm này có chất lượng giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp, tạo tâm lý thoải mái, dễ chịu. Chất lượng giấy tốt, ăn mực hầu hết các loại bút. Giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau, không gây lóa mắt và mỏi mắt khi viết trong thời gian dài, đảm bảo sức khỏe về thị giác. Tập Subaru Notebook với nhiều mẫu mã đa dạng đẹp mắt luôn dẫn đầu về xu hướng thị trường. Dòng sản phẩm trên cũng đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2021. Những sản phẩm giấy của Vĩnh Thịnh sau quá trình sản xuất, lưu kho sẽ được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến mọi miền của cả nước, có mặt trong các văn phòng, công sở, cơ quan nhà nước, các trường học để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các công việc của người dùng.